Sau đợt mưa lớn kỷ lục tại Đà Nẵng, hậu quả để lại đối với nhân dân trên địa bàn là hết sức nặng nề. Đến nay, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố cùng người dân vẫn ngày đêm tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trường tiểu học Hồng Quang, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, bùn non phủ dày khắp mặt sân. Dụng cụ giảng dạy, đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Nhiều điểm sàn bị bung tróc, sụt lún. Những thiệt hại mà theo nhiều giáo viên miêu tả là chưa từng nghĩ đến khi quay trở lại trường sau trận mưa lịch sử. Thì cái trận mưa lớn đã gây thiệt hại rất là nặng nề cho trường. Thì khu hiệu bộ của nhà trường ngập nước, hư hỏng hết các cái thiết bị máy móc cũng như là các cái phòng học bộ môn. Rồi về phòng học của các em thì 10 phòng học ở tầng 1 đều ngập nước đến cửa sổ, hư hỏng hết các cái đồ dùng dạy học cũng như là bàn ghế. Thì với cái hư hỏng, với cái thiệt hại như vậy thì nhà trường cũng cần một thời gian rất là dài để mới khắc phục được, rồi để đón các em đến trường. Ngay sau khi nước rút, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 575 quân khu 5, trung đoàn 971 bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, dân quân, giáo viên cùng các lực lượng chung tay khẩn trương dọn dẹp ổn định trường lớp. Trong đó, việc khó khăn nhất lúc này là thu gom lượng bùn non còn tồn động rất lớn. Các lực lượng phải điều thêm các xe, phương tiện chuyên dụng để đẩy nhanh tốc độ công việc. Đơn vị thì tập trung giúp đỡ nhà trường thì chủ yếu là dọn bùn non ở trong trường ra và dụng cụ học tập cũng như bàn ghế dọn xung quanh khu vực tầng 1 của nhà trường. Và tiếp theo thì tiến hành dọn vệ sinh phía trước nhà trường, sân nhà trường thì bùn non rất nhiều. Còn tại các tuyến đường Đống Đa, Lý Tự Trọng, Hải Hồ, trong ngày hôm nay, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, ban chỉ huy quân sự quận Hải Châu tiếp tục ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Theo ước tính, hiện nay trên các tuyến đường trung tâm của quận có khoảng 3.000 mét khối bùn non, rác thải các loại chưa được xử lý, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường. Với 12 kiếp xe làm việc liên tục 3 ca từ sáng sớm đến đêm khuya, đến nay, lượng rác trên địa bàn quận đã được thu dọn đáng kể. Cuộc sống sinh hoạt của phần lớn người dân trên địa bàn đã trở lại bình thường. Chúng tôi huy động thêm các phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe tải nhỏ để vào các khu vực đường hẹp để vận chuyển rác tập kết ra khu vực tập trung, sau đó là thu gom về bãi rác theo đúng quy định. Hiện nay đã cho các lực lượng phối hợp để dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt là đi vào các hộ dân để thăm hỏi tình hình, hỗ trợ cho người dân khi có khó khăn. Đối với các trường học thì tăng cường lực lượng để hỗ trợ cho các trường. Được biết trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã huy động hơn 800 bộ đội thường trực và 300 chiến sĩ dân quân tích cực giúp đỡ địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả mưa bão, đặc biệt là các điểm trường bị ngập sâu, sớm đưa học sinh trở lại học tập.